Bí ẩn hiện tượng cơ thể tự bốc cháy, điểm mù của y học hiện đại. Sinh, lão, bệnh, tử vốn dĩ là những quy luật thường tình trong cuộc đời mỗi người. Thế nhưng cả bạn và tôi vẫn luôn sợ hãi trước những cái chết, nhất là những cái chết uất ức, đột ngột và bí ẩn không có lời giải mã. Bạn có bao giờ nghe đến hiện tượng cơ thể tự bốc cháy hay chưa? Đây không phải là một ngọn lửa thông thường đã thiêu chết một sinh mạng, mà chính là ngọn lửa tự phát ra bên trong cơ thể nạn nhân, bùng lên như một ngọn đuốc. Có lẽ không có sự kết thúc nào tức tưởi hơn cái chết do tự bốc cháy. Hiện tượng này vẫn khiến cả giới y học trên thế giới đau đầu về sự bất thường và kỳ bí của nó. Nào, nếu bạn đã đủ tò mò và sợ hãi, thì ngay bây giờ hãy cùng D2T khám phá ngay bí ẩn hiện tượng cơ thể tự bốc cháy, điểm mù của y học hiện đại nhé! Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu sơ qua về hiện tượng dị thường này. Nó xảy ra khi cơ thể bỗng phát ra thân nhiệt cao mà không có bất kỳ một tác động nhiệt độ nào từ bên ngoài. Lúc ấy, cơ thể chúng ta như một mồi lửa, tạo điều kiện cho cơ thể ngày càng nóng lên. Bạn cứ tưởng tượng các mô mỡ, cơ, thậm chí là xương của bạn như những ngọn bấc trong sợi nến, rồi bỗng chúng bốc cháy dữ dội khi gặp nhiệt xúc tác. Chà, nếu bạn thực sự phải trải qua những giây phút này, chắc hẳn sẽ vô cùng đau đớn, bất lực và tuyệt vọng. Những ghi chép sớm nhất về các trường hợp đáng sợ trên được ghi lại trong những cuốn sách của một số học giả nổi tiếng. Năm 1641, bác sĩ người Đan Mạch Thomas Bartholin, sinh năm 1616, mất năm 1680, đã mô tả cái chết kỳ lạ của hiệp sĩ người Ý Polonius Vortius trong cuốn sách về những căn bệnh kỳ lạ. Năm 1470, sau khi uống rượu mạnh, Vortius nôn ra lửa trước khi bốc cháy. Đây được coi là trường hợp tự bốc cháy đầu tiên được ghi nhận về mặt y khoa trong lịch sử loài người. Cho đến thế kỷ 18, cũng có nhiều báo cáo có căn cứ và đáng tin cậy hơn về quá trình đốt cháy tự phát của cơ thể con người. Tạp chí Triết học London, nước Anh đã xuất bản một báo cáo nghiên cứu về hiện tượng tự bốc cháy như sau. Báo cáo mô tả, năm 1731, nữ bá tước Cornelia Pandin, 62 tuổi, đã có một bữa tối với tâm trạng tồi tệ và sau đó cùng người giúp việc trở về phòng để đi ngủ. Ngày hôm sau, người giúp việc kinh hoàng phát hiện người chủ nhà của mình đã bị cháy thành than, thi thể bị thiêu rụi đến mức chỉ còn lại một phần đầu và tứ chi. Cùng lúc đó, trong phòng có mùi khói dầu kỳ lạ, trên cửa sổ còn đọng lại một chất lỏng màu vàng bẩn thỉu và kinh tởm. Bạn có nhận ra những điểm chung rùng rợn của các trường hợp được ghi nhận hay không? Những phần còn sót lại của tử thi thường là chân, tay, một phần hộp sọ. Nếu là cái chết do ngọn lửa thông thường thì khả năng còn sót lại các bộ phận là bằng không. Có thể thấy, các nạn nhân thường được tìm thấy một mình trong nhà với đầu và thân bị đốt cháy, tay chân còn nguyên vẹn. Trong những trường hợp khác, nội tạng của họ không bị tổn thương. Ngoài ra, không có vết hỏa hoạn nào được tìm thấy tại hiện trường vụ án, ngoại trừ vết dầu mỡ bám trên đồ đạc và tường. Vì vậy, hầu như các trường hợp cơ thể tự bốc cháy chỉ được phát hiện sau khi sự việc xảy ra và cho đến ngày nay vẫn chưa có ai trực tiếp nhìn thấy hiện tượng này. Có thể giả định rằng những trường hợp này không phải do tác động môi trường mà là do sự chuyển hóa, đốt cháy trong cơ thể vô tình con người làm nhiên liệu. Lời giải thích khoa học nhất cho việc con người tự bốc cháy là hiệu ứng sợi bấc, nơi con người có vai trò như một ngọn nến. Theo giả thuyết của Wick, chất béo đóng vai trò là nguồn nhiên liệu và cơ thể con người bị đốt cháy do lipid bên trong bị bắt lửa. Chăn và quần áo giống như bấc của một ngọn nến. Bạn có thể hình dung mọi người quấn chăn uống rượu và làm đổ rượu. Họ làm rơi một điếu thuốc vào vũng rượu, sau đó bắt lửa và cháy rất chậm. Chúng ta biết chất béo có thể cháy ở nhiệt độ rất thấp. Do tay và chân chứa ít chất béo hơn, những bộ phận này không cung cấp đủ nhiên liệu để ngọn lửa thiêu rụi. Cơ chế ẩn sau hiện tượng người tự cháy đơn giản hơn nhiều so với lời đồn. Baja giải thích, trên thực tế thì ngay cả khi giả thuyết sợi bấc được đưa ra thì nó vẫn chỉ là giải thích nguyên nhân khiến cho cơ thể con người cháy thành tro trong môi trường bình thường. Vì sao cơ thể con người tự bốc cháy? Đây vẫn là câu hỏi mà các nhà khoa học bỏ ngỏ, chưa thể tìm ra lời giải thích dẫu cho y học và khoa học hiện đại từ đâu. Quả nhiên là cuộc sống vẫn còn tồn tại vô số bí ẩn mà trình độ phát triển của con người hiện nay vẫn chưa thể giải mã các bạn nhỉ. Thật ghê rợn nếu chúng ta phải trải qua một cái chết vô cùng đau đớn như vậy. Nếu bạn thấy rùng mình trước hiện tượng tự bốc cháy này thì đừng ngần ngại, để lại một nút like và một comment dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên theo dõi D2T để khám phá được thêm nhiều điều thú vị khác